Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Nếu anh chị và các bạn đã xem những video lần trước thì mình cũng đã giới thiệu những cái dòng máy trộn sơn, nhưng mà video lần này mình cũng sẽ giới thiệu một cái máy trộn sơn mà đến từ thương hiệu Magida ha, và máy sản phẩm là UT1350. Và em này đặc biệt một cái là em nó xuất xứ tại là Nhật luôn nha anh chị nha. Đó, máy xuất xứ tại Nhật luôn. Thì đây đi kèm với máy thì rất là nhiều phụ kiện kèm theo, như là ba cái mở khóa đá nè, mở khóa này, và một cái thanh nè, một cái thanh dài 1 mét nè, là lưỡi để chúng ta trộn sơn nè ha. Đó, lưỡi để chúng ta trộn sơn rồi, rất là đẹp luôn, rất là sáng bóng ha. Rồi bên cạnh đó là một cái bộ phận tay cầm phụ được cái kèm này. Tay cầm phụ thì được làm bằng nhựa đó, trên này thì được làm bằng sắt, rất là chắc tay ha. Tay cầm phụ thì được gắn bên trái phần máy. Rồi cách lô chứ lỗ hành đi kèm với máy đây ha anh chị ha. Đó. Rồi tới nhân vật chính của chúng ta, con này sử dụng điện là điện 220 nha anh chị nha, 220 với logo Magida được in nhập nổi ở hai bên này. Đó, được in nhập nổi hai bên, đem mã thông số kỹ thuật thì được in ở phía dưới của máy này. Con này sở hữu công suất lên tới 850W và vòng tua nó lên 1300 vòng trên phút, rất là mạnh ha. Rồi đầu gắn thanh máy đây thì kích thước thì M12 nha, và có răng ở bên trong. Với cái bộ phận mà mình thích nhất ở con máy này là cái bộ phận mà tem, cái bộ phận hút gió ha, gió của máy đây, nó làm rất là gù ghề lên, nhìn rất là đẹp chất nha anh chị nha. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi với bộ phận đầu thì được làm bằng chất liệu phong kim nhôm, và lỗ thông gió này ở nằm phía trên, bên cạnh, bên hông, phía dưới phần máy đầy đủ hết ha. Đó, máy rất là đẹp luôn. Con này được cái là sử dụng điện nhưng vẫn có đèn báo hiệu, có điện nha. Đó, điện báo hiệu màu xanh ở bên đây, công tắc bóp này, sử dụng chổi thang nha anh chị nha. Con này sử dụng chổi thang thì được lắp ở phía trên và phía dưới phần máy ha, khác với những con máy khác triển nằm bên hông. Con này nó nằm phía trên và phía dưới phần máy. Đó, rất là đẹp luôn. Đây sợi dây điện máy ha, rất là dài, và hai cháu sử dụng điện 22. Thì bây giờ mình sẽ bật máy vận hành chạy thử, tức là chị nghe về cái tiếng động cơ có công suất là 850W thì có mạnh mẽ biết cỡ nào ha. Rồi đây đó, có điện là nó hiện màu xanh nha anh chị nha, điện là hiện màu xanh. Đó, cái nút giữ công tắc nha, để chúng ta sử dụng khi khuấy sơn lâu thì điều chỉnh công tắc được. Tem chống hàng giả 7 màu đầy đủ nha anh chị nha. Đấy, máy rất là đẹp luôn ha, nó chạy rất là êm và cầm rất là chắc tay. Đây, cái bộ phận tay cầm này cũng được làm bằng chất liệu là ốp cao su này, để chúng ta cầm nắm không bị trượt trong tay này. Rất là tâm lý ha. Rồi chúng mình cũng vừa review sơ cho anh chị các bạn một cái dòng máy trộn sơn đến từ thương hiệu Magida với mã sản phẩm là UT13505. Nếu chị và các bạn có thắc mắc, không muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm này, hãy liên hệ tới số điện thoại hay truy cập vào link website dưới phần video ha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này của mình. Nếu chị thấy hay, cho mình like, subscribe để có động lực review những cái dòng máy trộn sơn chính hãng khác. Xin chào và hẹn gặp lại.